Một số ngôi chùa ở Hà Nội và hầu hết mọi người đều đang nhầm lẫn hoặc không biết tới hai vị Bồ Tát có vai trò rất quan trọng trong Phật giáo. Đó là Đức Phổ Hiền và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Với kiến thức nông cạn của mình, Đồ Đồng Dung Quang Hà xin được chỉ ra những điểm khác nhau về hình tướng cũng như hạnh nguyện của các ngài để mỗi người có thể phân biệt và tích lũy cho mình những tri thức quý báu. Là vị Bồ Tát tiêu biểu cho trí tuệ, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được miêu tả với dáng dấp trẻ trung ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen. Văn Thù Bồ Tát thường ngồi trên lưng sư tử xanh. Ở đây, hình ảnh sư tử xanh là biểu thị cho uy lực của trí tuệ. Vì sư tử vốn là loài thú chúa ở rừng xanh, có sức mạnh và uy lực hơn tất cả các loài thú khác. Cho nên, lấy hình ảnh sư tử để biểu trưng cho năng lực vô cùng của trí tuệ, đó cũng là trí của Phật. Bồ Tát Văn Thù nhờ trí này nên đã chuyển hóa những vô minh, phiền não, những ý niệm chấp ngã, pháp trở về vô lậu và chứng chân thật tính. Biểu tượng đặc thù của ngài là trên tay phải, dương cao lên khỏi đầu, là một lưỡi gươm đang bốc lửa. Nó mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận và đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Phổ Hiền là vị Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân khắp 10 phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sinh mà hiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa. Phổ Hiền Bồ Tát được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo Pháp và đại diện cho bình đẳng tính trí, tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Ngài dùng đại hạnh hóa độ chúng sinh, đưa họ từ bờ mê đến bến giác. Bồ Tát ngồi trên voi trắng 6 ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, 6 ngà tượng trưng cho sự chiến thắng 6 giác quan. Voi 6 ngà là tượng trưng cho lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Ngài chèo thuyền lục độ để cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Mặc dù bể khổ thì rộng lớn mênh mông còn chúng sinh thì vô lượng, nhưng Ngài vẫn không ngại nhọc nhằn tiếp tục cứu vớt chúng sinh từ kiếp này sang kiếp khác. Với chiếc chèo bố thí, cánh buồm tinh tấn, mục tiêu thiền định, tay lái trí tuệ, Ngài luôn luôn kiên nhẫn tiến tới mà chẳng ngại sóng gió để cứu giúp chúng sinh. Tại Trung Quốc, Phổ Hiền được xem là một trong bốn đại Bồ Tát. Trú xứ của Phổ Hiền là núi Nga Mi, nơi Bồ Tát lưu trú sau khi cưỡi voi trắng 6 ngà từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Đồ Đồng Dung Quang Hà.